Thưa quý vị, kế toán là ngành học truyền thống và được đào tạo từ rất lâu đời. Chính vì vậy mà nhiều thí sinh Gen Z cho rằng ngành học này không thú vị, không hấp dẫn. Thế nhưng với chương trình đào tạo mới, chuẩn quốc tế và đưa những phần mềm kiểm toán tài chính vào giảng dạy, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã đem lại một cái nhìn mới cho ngành học giàu lịch sử này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là lớp học mô phỏng của ngành kế toán, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cùng làm việc với những con số, nhưng ngày nay các bạn sinh viên được học trên những chương trình phần mềm tiên tiến hiện đại, cách tính toán được chính xác và sinh viên có thể phân tích đánh giá trên những kết quả thực tế và sống động. Cuộc cách mạng công nghiệp đang tác động tới nhiều hoạt động kinh doanh, bao gồm cả lĩnh vực kế toán, và ngành học này phải thay đổi để có được lực lượng lao động chất lượng cao mà thị trường cần. Đối với Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì thị trường mà Trường Quốc tế Sài Gòn hướng đến là thị trường lao động quốc tế. Như vậy thì từ cái định hướng này thì Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hướng đến là đào tạo kế toán chất lượng cao. Như vậy thì sinh viên ra trường có thể không chỉ làm việc ở những cái tập đoàn lớn ở trong nước mà có thể làm việc ở nước ngoài. Đại học Quốc tế Sài Gòn đào tạo ngành học kế toán với các phân ngành kế toán, kiểm toán, kế toán doanh nghiệp. Chương trình cung cấp nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên sâu giúp người học phát triển bản thân, thành thạo phần mềm chuyên dụng của kế toán. Đại học Quốc tế Sài Gòn còn rèn luyện cho sinh viên khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh, thực hiện công việc kế toán hiệu quả tại nhiều doanh nghiệp. Để sinh viên có trải nghiệm thực tế ngay trong thời gian học tập, nhà trường cho biết đã lên kế hoạch mời chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm thực tế, cung cấp nền tảng kỹ năng mềm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành kế toán hiện nay.